บางไงมันจะเจ๊กต้องพี่เขาไม่เหล่าถึงจะพ่อๆกันทำไมไม่เหล่ามั้งสายน้องนางกินเนื้อนะกว่านั้นไม่งอนอะไรจมเบี้ยอะไรจังไม่คีไม่เดินăn thịt chuột trên rừng mời anh em nhá. Anh em cạn nhá. Cạn à? À dạ. Kèo. Ôi tuyệt vời, ngon. Chuột đấy. Hòa nó chỉ nóng phía hơn à. Phải ngắm ngon lắm. Bố lạ thế nào. Chị quá nóng phía hẳn trắng to cả mùn à. Chị trắng muồn quá. Ơ sao kia? Ê! 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 Hello, chào mọi người đến kênh Sơn Hoàn Tây Bắc. Hôm nay anh em tôi sẽ đi săn chim chuột nha mọi người. Hiện tại anh em tôi đang ở rừng Pù Nhi nha. Pù Nhi, sông Mã, Sơn La. Đấy, anh em tôi đang đi săn. Cũng được khá khá rồi nha anh em nha. Mấy cái khẩu lọt mấy cái lọt thịt. Đó đây đây đây. Chị đưa cho vậy. Nó sao nhỉ? Sao nhỉ? Quay con đi. Đưa đi. Con sống này. Lửa rồi. Ông. Đây. Để thêm một chú. Chú chuột nhắp. Thank you.
kia vẫn đi săn cáo anh em ạ. Chưa được cáo hay chưa về. Được rồi. Mày dậy chết. Đây, con này đang dậy chết. Chùm to kìa. Ê, để xuống, để xuống dưới. Từ nồi kín nha. Để ăn quả vả. Đây mới gọi là chuẩn đây. Cột đây các đây. Đây. Chim gì đây nhỉ? Chim này đẹp đấy. Đấy, cho nó khuẩn nữa. Rồi, khuẩn nữa các bạn ơi. Này con này con có chào tán té thế thế con này. Tảnh thử thế này cái quay đây. Giống như kiểu chào mao ấy nhỉ? Hả? Như hổ ấy mà. Gì? Chào mao to ấy. Ăn được không? Con này còn sống thì lại mang đi nuôi hay về nuôi thì đẹp đấy. Hang cha hiến tài thế, phát huấn sống cơ. Đẹp đấy. Ăn hổ này. Ừ. Phá. Quay đây quay. Được con ấy. Rồi. Là chà mào thật. Ăn chà mào là Mỹ đấy. Đúng như cái bán ấy chứ. Tán té. Cái tải. Tả té thôi. Hơi phí nhưng mà. Áo e dạ khẩu cám này. Để hang văn xin. Khoa mưa cho đi. Đây này. Nhận này là tiền tỷ đấy. Tiếc nhờ chết mất. Khoa mơ vào đây. Chào màu mỹ khoa mơ. Đây là khoa được chèn đó. Nó sẽ nhớ. Có giống loại này. Ôi, con này chào màu gì nhở? To thế nhở? Đây khoa mơ này này. Hiếm khó tìm loại này này. Bạch đỏ ấy nè. Chứ bạch trắng, bạch đỏ. Bắn tán hình tế thế này, thả tán thế này. Tảnh yếu mục quá. Yếu quá. Hê po sướng á. Cái hai bom đủ rồi nhỉ? Đúng ít thôi, không về được. Có được một con to. Đủ ăn rồi, thôi nhá. Đại ca nó đây. Đúng cái lươm ảo này, chứ đúng hẳn là. Phép tôi ăn nọ. Mà giống này rồi. Phép tôi họ nọ. Chú bắt dê. Ôi, chú bắt dê em ạ. Thế. Mới để điện thoại chứ mất ngon mà lá. Ngon đấy. Ôi giời, sẽ nổ bánh ấy. Ây giờ. Con này cũng ăn được nhá. Đúng rồi. Đúng rồi, khiếp đi khiếp rồi. Thank you.
Bà anh em mình là trước. Thảm đọc phi hao phê lẩu thường đeo bóp bò cần làm anh. Nói lòng mơ. Nói lòng là anh kín đó. Quả này nó ngon đây này. Chấm bịa này. Chẳng mấy khi mới đến ăn thịt chuột trên rừng mời anh em nhá. Anh em cạn nhá. Cá à? À, ôi tuyệt vời, ngon. Chuột đấy. Hoàn nữa, chỉ nóng phía thôi nè. Phải ngắm ngon lắm. Bố là thế nào? Chị quá, nóng phía hẳn trắng bò cả nụ nữa. Chị trắng muồn quá. Ơ sao kia? Ê, 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 ô ai sao lẩu anh ơi anh sao rượu ông này sao rượu chẹp 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 bấm chứ sao rồi ô và phát lẩu đi mới nhận ra ăn thế nào ôi vẫn lọt ta ta cục lùn đấy ba phạm ta cục lùn đấy đâu sao sẵn mới là ai ôi 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 chẹp 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 bấm mà phố bên này mà kiếm được lùn phun gì à phong trai bản thón bản kéo phố đề mẹ hết tải tao đi tép tè đây à ui à ui tao sắm lùn nưng ôi ôi mấy mấy lồng mấy lồng mấy lồng kiếm nhầm à bắn quân thế mẹ ăn kiếm lùn phố bên này ghê phun gì là nhắc kêu tải tao nữa tép tè đây mấy lồng mấy lồng đó anh đeo mày đâu ôi con ơi, cái chuyện là anh thịt con mát quá, chả vừa ngất thì nói nghe. Ơ chịu, lần. Được rồi, ông. Anh không kiếm tích tích được. Sán ngất hả? Nhá sán lại, nhá sán lại. Chép ngất hả? Chép ngất hả? Ôi mệt cỡ. Cám chào can để thóng. Anh có không ơi. Ôi sợt tim à. Sợt tim à. Sợt tim. Ôi từ 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 từ. Đây đây. Được rồi mà. Bình tĩnh. Không sao cả, bình tĩnh. Công nhận là mình quay phim từ nãy cứ tưởng là ông này ăn bị ngộ độc hay thế nào đấy. Thì thấy ông trợn mắt lên xong ngã ngửa ra. Thực sự là cũng hơi là lo lắng thì lúc đấy tất cả anh em chạy ra. Nhưng mà mình nạc ban sẽ là chớ ma mà bơi lâu ăn này ngon quá thì luôn mà mình đang to tập dục ở tăng sờ lắng như thế quá à cứ bị tướng mà nè mà mới liệu ăn khoảng lại những cái nhìn nông cái này chốt những này chốt này chốt tù khoảng la ma sốc cái gì la đây mà nè chốt tù kim nú nữa chốt tù nú man ôi quá tù nú man nữa cam ô hình é mà càng quá các bà cứ tôi là mây 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 nọ nóng pi cỡ é sẵn đấy ngắm hè mới biển sáng đấy thôi không biết sao là vui rồi anh em ạ. Ôi, anh em đang ở rừng sâu ấy nếu mà có cái gì đấy thì nó cũng hơi nguy hiểm bất tin là chia chia anh em ngắm hè kia quá ông này lá ngón thế đấy ông anh này là là ăn thịt chuột ngon quá nên là ông bị không bị phê cái thịt chuột ấy nhớ nụ cơ cứ tưởng ông đi săn ông ăn nhầm lá ngón thì lúc đấy lại hỏng ăn khổ quá rồi bính con này là số một rồi cho em miếng to nhất đi vét sâu vét sâu vét sâu
bắt luôn. Đây. Kiếm được 5 triệu nhá. Con ve sầu. Diễn viên chính phải nướng. Đấy, diễn viên chính là. Đây được một món nhá anh em nhá. Con diễn viên chính đấy. Con này 2 cân nhá, 2 cân nhá. Phần nướng nào. Phần nướng cho nó mất kín. Nó nóng bà nó ăn ngủ nữa. Nướng mất kín luôn đấy. Bây giờ còn nướng. Quay luôn đi này. Ăn luôn á. Ui ăn luôn thì được rồi. Con này ăn nhiều rồi. Gỏi à? Đây, cắt chấm xuống không? Con này ăn bà nó tê tê đấy. Xấu rồi, nó còn bám rồi ấy. Ăn chéo rồi này. Đây rồi. À. Ui ngon thế. Ngon lắm anh em. Được. Và anh em cứ xào lên ăn nó không ngậy đâu. Cái này nó mới ngậy. Ăn tươi là mới ngậy. Tươi ngậy nó nguyên chất. Còn cái vị bùi bùi béo béo của nó. Đây món canh chuột của anh em tôi đây. Còn một ít nhá. Đầy cái này đây, anh em. Rất ngon luôn. Đây, và còn thịt chuột thì còn một tí nữa. Nhưng mà anh em vẫn sẽ ngồi ăn một tí nữa, xong tí anh em tôi sẽ đi nghỉ ngơi. Ủ trong rừng luôn nhá. Nhất là món pịa đặc biệt nhất của ngày hôm nay ấy. Hết sạch nhá mọi người nhá, món pịa chuột. Đây hai gói. Đây một gói này, đây một gói này. Đấy hai gói là anh em tôi ăn hết sạch. Món pịa chuột là món đặc biệt nhất, ngon nhất. Đấy nếu mà anh em chưa được ăn pịa chuột thì nhớ comment đi để bọn tôi truyền lại cái công thức nhá. Ok. Chào tất cả anh em nhá. Nhớ đăng ký kênh cho anh em với tôi nhá. Chào mấy anh em mọi người đi. Chào mọi người xem kênh của mình nhá. Nhớ đăng ký ủng hộ anh em nhá. Cảm ơn mọi người. Nhớ mà đăng ký cho anh em nhá. Được chưa? Đây. Tiện là đi ngủ rồi. Đấy. Anh ấy nằm một chút để đi săn thôi. Đấy, anh em đang nằm nghỉ. Một chút để đi săn thôi. Chuẩn bị đấy anh em chuẩn bị đi ngủ thôi đấy. Chúc mọi người ngủ chào ngon nhá. Ơi chúc mọi người ngủ ngon nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá.